mình cũng thích, mình cũng phải leo hơn. Hưởng nhàn ghê, ôi cái mặt ôi, kinh khủng. Được quá. Con đường còn dài lắm này. Khủng khiếp. Đây là đường xuống hang động Chùa Hương đây, đang chờ đợi xếp hàng. Đấy. Bắt đầu là xuống hang động đấy. Các bạn chưa? Chưa vào bao giờ cả. Chỉ đứng đây rồi.